Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua khi nền nhiệt lên tới hơn 40 độ thì hầu như mọi sinh hoạt của người dân đều đảo lộn để thích nghi với nắng nóng. Sau một ngày nắng bức ngột ngạt thì buổi tối là khoảng thời gian để mọi người đổ ra đường để mong hưởng chút gió trời và không khí mát lành. 5 ngày nay nắng nóng khiến cháu ngoại của ông Nguyễn Song Toàn sốt cao. Hôm nay khi bé tạm cắt sốt, hai ông cháu mới ra ngoài đi dạo mát. Nhưng giờ đã là gần 11 giờ đêm. Khoảng độ tầm 12 giờ cháu mới ngủ được, bởi vì nó nóng nực quá, mà quạt thì trong nhà là khí nóng là nó ra nhiều, cho nên càng nóng tợn, cho nên bé không ngủ được. Mà bao giờ cái sức của bé là nhiệt độ nó cao hơn, thế mà so với thời tiết bây giờ thì nó càng cao, phát sốt đi. Các khu vui chơi, không gian công cộng như quảng trường Lam Sơn, Hồ Thành và tượng đài Lê Lợi vẫn chật kín người. Trăng lên cao nhưng mọi hoạt động của các trẻ tại đây dường như vẫn chưa muốn dứt. Người người, nhà nhà đổ ra đường sau một ngày oi bức. Lúc này ai cũng mong chờ sự xuất hiện của những cơn mưa để làm dịu mát bầu không khí nóng nực. Thời tiết là hơn 40 độ, tức là oi bức quá, tôi đang đi ra quảng trường chơi để dạo, đưa cháu đi dạo. Em giống như cảm thấy là bị một cái lò chiên nó chiên vào mặt đấy chị ạ. Rất là nóng chị ạ. Trong người thì thế sao? Trong người đấy kiểu như nóng trong người và kiểu như là mình em phải em ít nhất cũng phải lấy một chai nước lạnh trong tủ em ngâm một người mà thấy cảm giác dễ chịu. Thì ai cũng mong mưa để cho nó giải tỏa đấy, bởi vì nó quá ngột ngạt, ai cũng mong mưa đấy, để nó giải tỏa cái khí hậu. Gồng mình chống chọi cũng vì nắng nóng, đảo lộn sinh hoạt cũng vì nắng nóng. Đỉnh điểm của nắng nóng kéo dài kỷ lục của các tỉnh miền Bắc và miền Trung trong những ngày qua, với nền nhiệt hơn 40 độ, dường như đã chạm đáy sự chịu đựng của sức người.